Hai chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ tập trung đi săn chuột ở ngoài đồng. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ nha. Bây giờ mấy anh em sẽ đi ra đồng. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ là chính nha. Miền Tây nha các bạn. Sóc Trăng quê tôi. Đây xuất phát các bạn ơi. Đây bây giờ mấy anh em tiến ra đồng các bạn ơi. Trên đồng thì đang cắt lúa. Hy vọng hôm nay sẽ miếng này có chuột. Các bạn xem nha. Chuột cá đâu. Đây đỉnh sẽ bắn cỏ đây các bạn ơi. À, nó nhóm rồi, bắn đỉnh. Ủa hai con luôn. Đây giờ mấy anh em xuất phát ra đồng các bạn ơi. Dẫn đầu đó là Củ Tỏi, Trương Đỉnh, sau lưng có mình, Lưng, cháu Khải và Lộc. Cá chuột như vậy cá chê vậy em ta. Miếng này chắc chuột cá nhiều ạ. Cá chê nó gắn nữa vậy, gắn nước nữa kìa, máy gắn luôn. Rồi ơi dính rồi các bạn ơi, gạo không này nè, nôm mạnh này nó lấy nha. Rồi, gạo cá lóc cái vậy? Gạo lóc. Lóc à? Dính. Hay quá Tỏi ơi. Cái gì mới ở đây nè? Úp đây cái. Úp đây cái. Ừ đó. Ừ vậy là nãy con cá nãy cá đực á, còn có cái nữa đó, có đẹp đâu nè, đồ má chính thiệt thấy không, tay nhúc nhích rõ ràng cặp phải bắt cho hết đó, bể ra nhóc luôn nè nè, có đèn bên đây lại. Ừ cái nôm đâu nha, quên. Tao lao chứ. Sẵn việc sẵn. Cái gì nè? Nhà đó đó, nhà đó đó. Rồi lên tới trước rồi đó. Đấy, đi luôn vậy. Ờ dính này. Dính rồi. À chạy mất tiêu rồi. Còn đó đó. Dứt luôn. Có muối tiêu chanh rồi sẵn cho rồi đó, có rượu nữa. Rượu nữa là dứt là được đó. Cái gì bự gì với Tỏi? Chê hả? Chê các bạn ơi. Ồ, vàng luôn. Chê vàng luôn các bạn ơi. Hay hình quá. Chê vàng luôn. Con lạnh này, con Lộc đi theo, có khầy đi theo hên chạy. Tiếp tục các bạn ơi, cá hơi nhiều nha, miếng này chút xíu mấy anh em sẽ nướng cá nướng chim trên này luôn. Nãy được hai miền bẹp á, mấy anh em đang nhổ lông, công tác nhổ lông ở trên này. Đó, chút xíu là mấy anh em sẽ lai gai trên này luôn. Hoa dịch dịch đó đó đó, còn nhất thấy không? Đó đó, đó chỗ lên tim đó. Đây. Giờ từ từ ăn lọc. Từ từ giờ coi nó có đi tới không? Đi sao rồi vậy?
Cua tỏi phát hiện cá lóc các bạn ơi. Ơi. Cá đồng các bạn ơi. Ký gửi các bạn. Đây các bạn. Chơi ngoài đồng vậy luôn mới đã nè các bạn, mập ha. Con nói con bự mà. Bẹp già bự cho bá. Đây con làm sạch rồi nè các bạn. Ngon lành, không lầm. Hai chào cả nhà nha, bây giờ để giải lao thì mấy anh em sẽ nướng cá với chim ở đây. À, lai gai nhẹ nhẹ, gà xì rượu cái thì tính. Tối mấy anh em sẽ nướng bìm bẹp hai con với cá lóc lai rai giữa đồng. Đây đơn giản các bạn ơi, mồi đơn giản, đồ nướng nhất nướng nhì chiên tam xào tứ luộc. Này nãy bắn được dính collab kia này, cá nữa ngon rồi. Nãy hai con collab nữa hả? Ừ, mà nãy con cò đầu mà dính là con cò sau sẽ còn đó. Ừ, với nó không hay, con kia đâu hay đâu. Mà cũng mình cũng chưa chắc thấy con còn kia nữa. Hai con lép chà bá quá ngon các bạn. Xèo kìa, bữa nào hôm nay chút lưới vô nóng nghỉ nào đem cái chảo ra mình chiên của tỏi chơi định. Cái chậu đây nè, hãy mượn nó làm cái chậu giải chiến rồi thổi chim chơi luôn, sẵn mình để nhậu luôn. Đây đây nhiều, mình bắt mẹ cái nhà sàn cái này luôn trên bờ đây rồi sẽ. Cái này đâu có gì đâu, cưa ngang cái nó tự ngã ngang nó làm đến cái sàn luôn. Cái kia chống xuồng ra. Ừ. Cái này chắc có cá nhiều thế nó nhậu, bận nhậu đã là chống xuồng vô. Cá là cục trình này không? Cá phi không có không ta? Nhậu. Cá phi nhậu. Bữa nào mình lên mình đi câu cá phi. Cá mới đục trong này trong lúa cá bóc. Có kiểu gì cũng như không thôi, ra chợ thôi. Tự nhiên ai cầm đôi dép con. Các bạn ơi, nó ra mở nè các bạn ơi, khỏi có suy nghĩ chứ tưới tưới lên mấy anh kia. Trời ơi, cá. Bẹp nó ra mở. Không biết còn nữa dưới không? Được rồi, chín rồi, cá nhỏ mà. Chở chở con đó kìa của tỏi. Ô mỡ chảy xèo xèo. Chín thế bà. Lửa dữ lắm. Đừng có dùng âm thanh gấp được rồi. Ừ. Không biết là vừa vô mở YouTube cái là TikTok cái là có. Nhấp nhấp cái bụng ơi. Đây mình khám nghiệm tử thi coi nó chín chưa. Cắt hai cái đùi nó mới biết. Chặt quá. Ừ. Cái đùi chín là chín à. Mấy con bự nhỏ được rồi, mấy nhỏ nhỏ đi bắt cá đi à. Mấy nhỏ nhỏ bắt cá. Rồi, hai thằng hai miếng rồi quất. Rồi, cầm dây gụ đi đi coi. Đưa cho nó thằng con bẹp đi. Quất quá ha, mình nhường lại cho hai nhỏ nhậu đi.
Nãy có lấy đạn đồ đầy đủ chưa? Để những đạn để mất cây găng triệu bạc. Bệnh luôn. Đạn nãy xiên hết trơn. Xiên hả? Rồi giúp đĩa đi. Bộ ăn ăn ném trúng đạn không đã. Hồng hồng như nó mới ngọt. Nước chín như bọt hết đi. Ừ. Hết trơn có gì đồ chấm. Cầm miếng chanh này hồi nút nút mẹ nó dính vô. Tan nã keo lấy được, sớt keo. Lấy keo luôn. Có cái keo nào đâu. Keo trao nhỏ nhỏ. Mốt kinh nghiệm. Lấy mà lô theo. Ừ, đem đồ ngày đeo. Bếp ga với cái xo bỏ theo với chai dầu bỏ theo bỏ trong á. Ờ chiên luôn à. Đồ quả với cái cặp nó nhỏ quá ba lô được rồi. Đồ đạc này nước. Bữa nào mua cái bếp ga lớn nè, nó có cái bếp ga lớn nè, cái bẻ cánh ra. Ờ. Cái đồ đưa vô cái ba lô đó tới đâu mình banh ra anh vứt rồi xếp lại. Mua thêm hai ba niêm tôi theo luôn. Ok. Vô chai nhỏ 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 sẵn vậy nè. Anh góp ý rất là hay. Anh em chắc mau bệnh gan lắm. Đụng đâu nhau được hả? Lắm. Rồi vô đây anh em. Tiêu muối hết rồi. Nó cũng chấm được đó. Có cây cung hết trơn rồi, trời ơi trời. Lấy miếng trò kìa gắt gắt vô. Không có sức đề kháng gì trơn rồi. Gung cay. Rồi, miền Tây các bạn ơi. Rồi 100 luôn các bạn ơi. Ở nước đá vậy ông nội. Chơi nguyên có môn nghỉ luôn á. Quýnh ông luôn á. Bắt vụ nghỉ luôn á. Tài gung quá gung. Con nào được chưa? Vậy mới đã. Tại tao nhường vậy là biết điều phải đứng vậy liền chứ. Khè ơi. Quá đã rồi. Khè quá khè. Ngon lọc. Chấm kìa. Như đây là chú được mấy cốc rồi. Chấm muối tiêu kìa. Chấm nút thôi à. Ủa chú ăn định tình đúng chưa? Rồi, ngon rớt. Mà mọi người á. Đây, miền Tây vui vẻ là chính nha các bạn ơi. Thứ nào chưa nổi như này. Mới chưa có kinh nghiệm. Chấm. Đây nha, chưa miền Tây. Bữa trưa có miếng nắng nữa các bạn, chiều luôn, chiều luôn rồi. Vô. Đã, nha. À, nghe ghê ha. Hay, chào cả nhà nha, mời mọi người nha. Hôm nay chơi rượu đế ngoài đồng mình mới vui nha cả nhà. Ừ. Lụm mồi các bạn. Ôm. Quá đã. Củ tỏi mọi gái 18 đút cái này khỏi xỉn luôn. Gái mình bếp nào. Anh cô. Ông thầy ông tu các bạn ơi, ông không ăn không dám lên hình. Ông là đẳng ngồi. Ăn chùa thịt chó là gì đó. Ừ. Ăn khịt, ăn khịt. Ăn bếp. À. Bếp phải lập. Ăn đùi chả giò lại. Nó ăn giò chả. Kệ lại lấy cái đùi nè. Chả giò dùng vô nước nữa đi. Mấy này ăn mà mắt. Tôi tù hả? Chưa chín. Ăn cái gì sơn đỏ vậy. Ôi, ôi thứ gì chịu nói các bạn, bềm bẹp. Hai bềm bẹp này cũng cả ký lô vậy hết. Ừ, nó ngọt. Phê à. Ôi trời ơi. Nhấp chụm cái tụng nó cũng gần đó. Gần nào? Đứa kêu cũng gần, đẩy cũng gần tay. Trời ơi, Khải nó kỹ. Đẩy chấm tiêu đẩy luôn được rồi. Ngồi nó lỡ như ăn bún bún lèo vậy trời. Trời tới luôn hả? Quay không à? Rồi. Không la là hồi mắc lượt đó nha. Ừ. Đùi không? Cho nó đùi. Đọc đi. Đọc cho cái vô câu nè. Nè đùi này chúng Khải không? Ừ. Đùi nó hổ. Rồi bẻ với cái đầu. Ôi vô cái đùi êm êm. Ông khầy vô cái đùi. Rồi ông khầy. Ông khầy vô cái đùi. Làm cọc cai. Rồi, dễ gì. Ngọt quá. Đó, chầm chầm vô chấm muối tiêu chanh rồi với người ta các bạn ơi. Rồi lấy xương sống lại. Nè một câu nè. Đã lắm. Để tiếp tục thưởng thức bìm bẹp qua. Cá lóc là tới bìm bẹp nè. Ngon quá thơm không? Một cây trời. Quá ngon. Quá ngon ha. Không ngậu gì thì ngon hơn. Thứ ba là vợ của An hả? Ngon quá các bạn ơi. Sáng để 3 trứng. Tao lụm trứng rồi bà gì mày ra lụm thêm mấy trứng nữa. Con câu này ai cũng chê phải không? Đẩy. Chấm cho đây. Chấm này. Trời ơi, phô câu chà bá gì mà ai cũng chê hết các bạn. Phô câu chà bá. Hả? Cái gì? Phô câu cái đây. Ai bỏ gì? Lăn xuống phô câu béo. Mày có ai bỏ gì đâu. Nướng lại, nướng lại. Hồi đó đâu biết ăn phô câu không? Chỉ có con vịt là ăn không được. Vịt hôi. Hôi lắm. Nó bình dầu quá à. Mà ăn bơ phao câu, mỗi bình dầu ăn chi nữa.
ăn nhờ cái bình dầu quá thiệt. Ta mổ nó ra thôi cho nó. Đúng rồi đó. Trứng nữa mà. Trứng tỏi à. Thơm, thơm. Thơm, thơm quá cả thơm mà. Thơm trứng nữa không? Ngọt. Em ăn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Biết ăn rồi. Cái này mình chấm muối mình lụm như vậy. Nóng, bậy. Nóng dữ lắm. Ai mà chấm muối lụm bậy thì chị tao nóng nữa. Đây nè Lộc. Đấy luôn à. Bỏ xuống đi, cầm cái nữa. Cái này mà được trứng cá lầu kiến rồi ha. Béo béo béo. Đây mò hồi nhóc. Béo béo. Thứ gì cái này thôi. Tới tới. Rồi tới mình ăn trứng vịt. Trời ơi. Sướng, sướng hơn hơn thủ tướng. Khè. Khè. Này bên Hồng Quyền. Để thằng nói đi ngang nhà kêu nó ghé lấy một quýt dưa cải, trồng dưa cải. Dưa cải. Ăn gì bắt cỡ gì em biết nữa. Mẹ. Đã, chạy rồi đó, giấu thiệt giấu cái bình với cái giọt. Để xin anh ừ. Chạy đó. Dính giữa. Đây nè các bạn. Để cho nó vòng là chơi tới. Vòng giả nha các bạn. Chỉ đây chỉ có lá với cái bọc ăn được thôi nha. Nãy tao bỏ vô cái chén, bỏ vô vô cái keo cái bọc gì á. Nó cầm mà sợ gì cái, chỗ này là trước sau gì cũng phải làm cái chậu giả chiến đây mới được độ ở chỗ này là dữ lắm tiếp khách hoài luôn hả rồi ai khách tới khách tới thăm hoài luôn á hỏi chị ha rồi mấy ông dịch ha ông gom ra đây là đâu ngay cái điểm này không mà cái mùa dịch này chắc ra đây lên đây nhóc ở chỗ này bày bên đây ông năm miếu chắc hồn rồi đó miền tây vui là chính nha cả nhà mùa này chắc ra đây thăm ông hoài luôn rồi hồi nãy nhớ còn khúc rồi đâu tiêu rồi vậy mấy lưới này là trực suốt luôn á đêm ngày cũng có mặt ngoài này. Cái trứng ta còn có ba lủng tiêu rồi. Rớt nó lại chưa trứng được. Cá gì? Nóng mà nó lấy chưa được. Bởi vì nãy nó rồi, đem con mềm bẹp kia theo là không có phản. Phản mà bắn theo đường con. Người của tỏi hôm bữa hẩm đi nó tính đem gì theo. Nên đem cá hay gì nên theo nước mà quên đó. Trứng kìa tỏi. Nó nhờ bắn được trứng lận. Có thịt ăn. Trứng kìa. Ăn giò gì trời. Cái bụng mày bự mỏng ăn giò vô nó cào lủng nè à. Ê phải rồi, trả thù hồi nãy bị mềm bẹp quạo wow. Nãy anh đỉnh nó bắn mềm bẹp còn xấu nó đốc cái tay vô mềm bẹp quạo wow, rồi cắn luôn mở không ra luôn kẹp không ra luôn à. Anh tính cắt giục bỏ rồi đây miền tây vui là chính nữa. Nha các bạn ơi cây nhà lá dừa nghe ngoài đồng bỏ rồi, mày chửi nữa ngoài đồng có gì ăn nấy nha cả nhà chưa đậu đây dứt thoải mái mốt là nhà cụ tỏi được có dứt cái đậu đưa cả trẻ bìm bìm á máu hả tình nấu thêm em rồi tay phải rồi tân bỏ cửa hả rồi tân... mới ăn mồi đã đang mồi luôn chở chở lấy cái cây củi hả? Lấy cây củi lấy cành này nướng gì không biết nướng đủ mày tính nướng cái máy cắt gì qua đây nè để đi qua đi lỡi mày tính sao mà em dắt cây cầu nướng mày lấy cây cầu rút cây cầu ở đây nướng trời ơi trời kêu đi lấy củi đó chơi không nó mò chơi chứ đây bên khâu mà tiếp tế bên mồi qua các bạn ơi hậu cần nha khánh khánh khừng kêu chào nhã cái chưa hay biết gì ơ này mấy cây rồi nữa la làng hồi số video luôn bây giờ đem mồi rượu rồi ra nghe các bạn trời ơi chở 2 lít kêu kêu mua 1 lít mà đẩy 2 lít luôn má ơi không được chục bộ nữa không cho chắc khỏi ai cho mấy lẹ mà ai 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 thấy gì không à nè tóc cỡ rồi ông lượng luôn trời xuống keo muối luôn này trời ơi trời ơi nguyên keo luôn lần ấy lần có rồi nãy kêu dặn 3 cây chắc chơi 4 cây luôn 2 cây rồi cái đó cái gì vậy me hả trời ơi nó cỡ gâu uống lưỡng trời ơi làm gì hết rồi đó hết đổ nãy được 3 cái lóc cá chê với 2 mềm bẹp sao gót vô đây đẩy hết chai 5 sĩ rồi đó 2 mềm bẹp luôn đủ thương mày lắm mấy chùa mềm bẹp phải đợi mày đó không là tôi quất hết rồi tao bắn 2 phát lụm 2 con luôn này mày đuổi tao đâu nó giờ nó nhẹ tiếng là tao ba ngón tay này nút 3 cái được 3 cốc à đã chua mà. Ghê. Ghê của tỏi. Thì nắng ngọt. Không mua bữa hổm nhậu rắn không nhậu tới nay đó. Trời ốc nổi không ăn me trời. Khó gì luôn à. Khó nướng nè. Ờ à, vậy nó không có bể đúng không? Đây. Kinh nghiệm nướng trứng các bạn ơi. Dính nó thân. 20 năm dữ vậy rồi đó. Đây nè. Bên đó không ai uống nước đâu.
Đây, kinh nghiệm nướng trứng các bạn ơi, vậy là nó không có bị nổ trứng các bạn. Nó bữa hôm nó vô nó bán khoai lang nó đem cho nó cho. Trời ơi, bán khoai lang rồi. Hai chậm nghịch lên. Hai mà da lên. Hai là nước nhẹp. Không đem điện thoại ra chứ đem điện nó không gà nó ghiền muốn chết luôn, nó điện nó năn nỉ đó. Nhà cậu chạy xuống nhậu con hai lon đường nó ghiền quá trời mà không lẽ con nhậu vợ con. Nhu cháu ghẻ nó đây nè, xéo đi đây. Ghen mà không có tay ha. Anh ơi, mình là hai anh em phải không? Ừ, đúng rồi. Nhu anh, nhu em phải không? Nhu em. Chào đây nè. Gì đó. Thôi. Để cho kẹt 150 vô. Nó cháu ghẻ. Gì đó. Cha mẹ nó bán khoai lang mà ngoài chợ. Đưa đưa ông thầy nghe nghe ông thầy luôn kìa. Lấy hai trứng khỏi luôn, nó bẻ hai trứng luôn. Hiền lắm, lại mua đồ. Hai trứng luôn. Là cho ông thầy khỏi ngay luôn ông thầy. Ông thầy lại cụng kinh ông thầy. Người mua không tiền ngại quá. Tao nghĩ là đậu với bến mình đó. Cũng nhờ mình. Vô là chính rồi. Vô lấy cá. Nè còn chỉ là đó mua lên. Vô cá biển hả? Nó không có bị nổ hay rồi. Mấy kho mạch. Đây, kinh nghiệm mấy mấy chục năm nuôi dịch thì 20 năm. Không có tiền sao này không mua nữa. Đây, chiến dịch nướng các bạn ơi. Chết luôn mà Khải. Ai ăn ta hơi chạy. Ô, trời. Vô, miền Tây vô là chính các bạn ơi. Đây, chuẩn bị nướng hồng dịch nè. Em đang nướng với chuẩn bị gì? Chuẩn bị mới có chuẩn bị chứ đang đâu đang. Chứ có lửa nữa mà đang. Rồi các ông thầy kia ông làm cái gì vậy trời. Sao nhỏ bự á. Sao chắc làm thợ xăm rồi. Hả? Không kịp nữa nè. Không kịp. Nhậu mà nhai vòng luôn luôn á các bạn ơi. Mày cái mày mày đưa thằng Tân nè. Sao là tao với con Tẩu nè. Nhất kia là tỉnh với nhậu mà đá đấm tùm lum luôn luôn chết. Chú sĩ rồi em. Đâu thì mày thánh thần mà đừng có cãi. Ca 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 ca. Cái gì nhớ? Cái gì? Đánh mới uống cái rồi giờ uống cái nữa hả? Cái gì? Vòng lại đó, vòng đó. Rồi đỉnh làm gì uống hai cái liền vậy? Ờ, cái vỏ xén nó coi clip này nó chửi chết. Đá, ai mà đá không nhớ thì đá lọt xong cái. Cú đốt luôn chưa? Những cú mồi lửa rất là. Đi vô quyền đội. Quyền đội đi chứ. Bá đạo. Đi vô quyền đội, đi vô lịch sử. Lửa vừa cháy là mất tiêu cái nón nữa các bạn. Nó chạm hước cái gì? Anh em chơi con đứa. Không củ tỏi này mỏng quá che gió không nổi. Mỏng quá thưa. Lạnh lạnh da, lạnh da. Gió thằng kia mà. Cô luôn lạnh gì nữa. Đừng có lộ nữa. Bệnh quá. Trời ơi mấy này bệnh nữa. Nó lặn dưới sình luôn, dưới sình mà nó lặn. Dưới sình mà nó lặn luôn mà chưa thấy mấy clip mà lặn sình nữa. Lặn sình non luôn á. Rồi đây làm gì đi ruộng đổi nó mà em. Nãy giờ không đi. Nãy đâu có nón đâu. Lấy củi bỏ lên á. Nãy điện gấp nó trốn vợ đi không có lấy nón. Bây giờ mình chung nãy mới kiếm tỏi làm gì vậy? Thải. Cứ các bạn nổ. Kéo là không bao giờ ăn được nó. Trứng này nãy cái dạng như là một. Ê vô rồi vô rồi. Không ơi vậy. Cái này nãy gõ không có tâm mà có tỏi gõ không kỹ vậy. Hai thằng né không chết luôn. Hai lộn mèo. Hai thằng lộn mèo luôn các bạn ơi. Tỏi nè. Không vậy mới ngon. Ê lấy lên được rồi chín rồi. Chín rồi. Này này. Nó nứt từ lưỡi luôn kìa. Dạ củ hơn bên đi. Thôi kệ đi để gì cho nó nổ chứ. Nó dạ. Dạ. Tới kênh nữa. Vui là chính các bạn ơi. Kệ đưa trứng nó cho hàng nó ăn đi. Nóng lắm. Cho nó ăn thầy, trước đi. Thầy đem ra đi nó tự biết xử lý chứ nó đâu còn mà ăn cháo cháo dinh dưỡng cháo trắng gì nữa đâu. Cho cho đưa áo gì nữa. Ơi, ơi, chết rồi quên nữa. Ê, ông thầy chùa ăn trứng vịt hả? Kệ cãi kìa, cãi trứng nữa kìa. Kỹ quá mày, kỹ quá, ghiếp mày còn xương giống ba mày nè. Mày nhìn cái gương ở đây nè. Nó kỹ, nó kỹ mà. Lấy cày đó, dứt ra. Chín hết rồi. Trời ơi, tay còn ăn chứ hộp vịt sống. liều mày. Hết nước rồi, hai mày đừng có mong. Rồi, Khải dứt nước này nữa là mình nương nhậu nha các bạn ơi. Hết nước.
nó bay lưới vậy mà không thấy gì cây cầm lư chứ. Tao cầm tay ra tao cầm nó nóng lắm chịu mổ nó. Ba cái cây tao chà má mà nó cầm trên đồng lúa chứ không phải là cầm tao không dám hạ xuống nữa. Tao để khơi cho nó chừng nào mà tối tao mới ra. Đây chiến dịch xong đã chín xong các bạn ơi, bây giờ mấy anh em thưởng thức đi. Cái này gọi là nó không qua bà. Nóng qua nóng qua. Đâu, ở rồi thử rồi, nè kéo nè. Cắt ra luôn. Đó, dễ mà. Bọc ngang cái là mình im liền. Đây có giấy luôn các bạn, giấy đa năng. Đó, có khối luôn như ở trên trời vậy. Đâu. Chín nè, chín nè, chín nè. Chín chơi rồi. Nè, khô éo vô. Đó, chín chơi rồi. Mà chín ở trứng ở dưới á, nó chín chơi rồi. Ồ, nó chín chơi rồi. Hố không đào luôn rồi. Mà cái trứng này mới ngon nè. Không đào mới ngon. Có trứng là chuẩn à. Ôi ôi, dân giả các bạn ơi. Không đào. Trứng kia không đào kìa. Không phải không đào thì cũng quang minh nè. Còn trứng nó kìa cắt luôn. Trứng nó chừng không đào đó. Trứng chưa rồi. Đào. Quá trời ngon à. Đào. Đó, quá trời ngon luôn kìa. Đưa đây. Quá trời ngon luôn. Ai trứng nó không đào đó, ăn được không? Sống đó. Thầy chùa mà ăn không đào không được. Vụ đó bạn. Quá các bạn. Trời đưa tỏi vô. Mày có đó chứ. Đây, miền Tây là chính, vui là chính nha các bạn ơi. Đơn giản dân giả. Ở đây thì mình quay sơ nhẹ cái thì biết rồi đó, ngoài đồng. Vợ con chưa ai kêu chứ các bạn. Kêu đâu tới đây được. Em xả miếng đi, tao chết mày chết. Má nhậu chung nãy giờ mà sợ gì đó. Nhậu kêu qua bánh nhậu. Trứng nướng các bạn ơi. Buồn quá à. Tình nghĩa. Cho về nghĩa lắm mà. Cốt đó mới có đó. Em đó, em cũng tình nghĩa với heo lắm nghe heo tỏi ơi. Không mà chia chết. Anh em mình cũng tình nghĩa với lắm á. Quất đây. Thôi có ớt rồi, quất miếng ớt trước đi rồi tới em. Rồi chờ đây, chờ đi, nó chơi thôi, em mới đẩy nửa trứng rồi. Quất nửa cái mà. Rồi quất đây. Nhìn cái con gái nữa nè. Ôi tới luôn. Gái ơi. Con gái mới nhớ hôm gái. Đó, đêm nay, giờ kia mày vô mày ngồi. Hai chào cả nhà nha. Vừa qua mấy anh em đi quay buổi bắt cá ngoài đồng và buổi thưởng thức những món dân dã như là trứng nướng và cá nướng, chim nướng. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ là chính nha. Thấy hay nhớ đăng ký và ủng hộ mấy anh em bằng cách like và chia sẻ để kênh phát triển thêm nha. Giờ bye bye cả nhà nha. Xem nhiều clip mới của kênh bằng cách bấm đăng ký và chọn chuông thôi, nhận báo tất cả nha các bạn. Giờ bye bye. Bye bye.